Nhìn cái bàn cho kỹ nha, cũng không hề dùng chân luôn. Anh đã quay trở lại với Ra Fitness rồi. Hôm nay mình sẽ lý giải và giải thích cho các bạn hiểu một điều là thế nào là gồng bụng, thế nào là gồng cơ bụng và gồng chặt bụng. Tại điều này nó rất là cần thiết và nó rất là quan trọng. Và tại sao mình đang ngồi gì, lát mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Nhưng mà trong những cái vấn đề mấy bài tập, ví dụ như bài đẩy vai hay là bài squat hay là thậm chí bài plank, các bạn đều hay là tập bụng, các bạn đều phải gồng cơ bụng rất là nhiều. Điều đầu tiên chúng ta, các bạn cần biết là bụng thì nó có một lớp cơ ở dưới và lớp mỡ nó nằm ở trên và lớp da nó nằm ngoài cùng. Nhưng với những người mà cơ bụng yếu, là những người mà thường xuyên lâu lắm rồi không tập thể dục, hoặc là rất ít khi tập thể dục, hoặc là rất yếu, hoặc là béo phì, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, mỡ rất nhiều, bụng ngón mỡ, họ sẽ rất khó gồng cơ bụng. Bởi vì cái khối cơ bụng trên cái tỷ lệ cái khối cơ trên cái lượng mỡ của họ quá nhỏ bé nên họ sẽ gồng họ rất là khó. Với những người như vậy, khi các bạn tập bụng, các bạn cứ cố gắng xem đi xem lại video hướng dẫn của mình để tập cho nó đúng kỹ thuật cái đã. Và đừng có lăn tăn cái chuyện là anh ơi em không cảm nhận được việc gồng được cơ bụng hay không. Tại vì mỡ bạn còn nhiều quá, bạn sẽ không thể cảm nhận để bạn gồng được cơ bụng được nha. Chứ không phải là hít vào thở ra là nó gồng bụng. Không, gồng bụng là một kỹ thuật làm cho cơ bụng của bạn nó cứng, nó chịu lực, nó gia tăng áp suất, để khi đó bạn gồng, điều khiển được cái cơ bụng của bạn, gồng siết cái cơ. Nghĩa là giống như bắp tay như thế này, gồng như thế này gọi là gồng lên. Đang là mềm nè. Nè các bạn thấy không, mềm các bạn có thể nhấn vô được gì. Nên bây giờ gồng cứng, không thể nhấn vô được. Như vậy là gồng. Cái trạng thái cơ khi gồng và căng cứng đó là máu nó bơm vô trong chỗ đó và nó tạo thành một cái áp suất rất là lớn. Nó sẽ cứng lại để nó làm gì? Để nó chịu lực là thứ nhất, để nó tăng độ tải là thứ hai. Ở phần lớn các bài tập ví dụ như là cú tay đẩy vai, khi gồng lên ví dụ như vai như thế này gọi là mềm. Nè các bạn thấy không? Mấy này đang chọn bạn dễ thấy. Nè. Như thế này gọi là mềm. Nè thấy không? Bây giờ mình sẽ gồng cứng lên nè. Đó, mình chỉ cần lấy cái tay mình chọt nhẹ thôi. Như vậy chưa gọi là bơm cái áp suất máu vô. Rồi bây giờ gồng cứng lên nè, không hề lúng vô sâu như khi nãy được. Đó, tương tự như vậy, đồng nghĩa với việc là nếu mà các bạn không tập luyện đều đặn, không tập luyện chăm chỉ thì các bạn sẽ không có đủ độ dày, độ cứng. Cũng như là những cái bài tập bụng các bạn không luyện đi luyện lại cả vài trăm lần tới cả nghìn lần thì các bạn sẽ không có được cái sự cảm nhận cơ. Nghĩa là cái cơ đó nó gồng là do cái hệ thần kinh vận động mới điều khiển. Nè, tương tự giống gì đây là chuột khi thả lỏng nè. Các bạn thấy mình có thể lúng vô không? Lúng vô rất là rõ luôn nè. Rồi, thấy không? Gồng cứng nè. Không thể lúng vô được nè, thấy không? Nè, đè rất là mạnh luôn nè. Đè rung cái cây bút luôn mà không gãy được. Đó. Nó như vậy. Nghĩa là cái khối cơ trên cơ thể của bạn á, bạn muốn quen với chuyển động, quen với vận động và nó dễ mở, bạn phải tập rất là tốt. Nhưng mà muốn tập rất là tốt đồng nghĩa với bạn phải tập đi tập lại. Bạn phải ăn đầy đủ thịt, cá, trứng, sữa, rau, củ quả, trái cây, bạn không có nào mà nuôi cái cơ nó dày, nó to và nó phát triển cái hệ thần kinh vận động để nó cảm nhận và nó điều khiển được khối cơ đó. Ví dụ như đây là cơ điều khiển cơ cầu vai. Đó, là do hệ thần kinh từ não điều khiển xuống. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng khi mà đã được tập luyện rất là nhiều. Và cái dây thần kinh từ não nó truyền tín hiệu xuống, điện xuống dưới này. Và cái khối cơ nó đủ cái lực cơ, đủ cái sợi ti thể tế bào cơ để nó điều khiển, để nó gồng lên, để nó chịu lực, để nó tập bài tập tốt hơn. Cũng tương tự, nhưng khi bạn hít vào cái bụng của bạn nè, nó chỉ hóp lại bên này, nè nè nè, có một bên này xíu. Hít vào cái bụng của bạn nó chỉ hóp lại, khi bạn thở ra cái bụng của bạn nó chỉ to ra. Nhưng nó sẽ không thể làm được việc này. Ví dụ, nhìn cái bàn cho kỹ nha. Đấy đó, gọi là gồng cái bụng nè, lại cho các bạn coi. Mình không hề dùng tay điều khiển nè, hai tay nè, cũng không hề dùng chân luôn. Cái này gọi là gồng cơ bụng, nghĩa là phải bạn phải tập luyện rất lâu, đủ nhiều, đủ khỏe mạnh để cái khối cơ bụng của bạn nó hình thành cái lớp cơ tầng tầng lớp lớp thì khi đó bạn mới gồng cơ bụng được, phải không? Giống như việc là khi và bạn gồng, bạn cứng, bạn chịu lực được như vậy, cái sức chịu đựng nó rất là lớn và bạn có thể tập được những mức tải rất là lớn, cũng như bạn đốt được cái lượng calo rất là cao, kỹ thuật bạn sẽ rất là điêu luyện và bạn sẽ gồng, bạn cảm nhận được tập như vậy là vô cái bụng. Ví dụ như tôi chỉ cần tôi ngồi cái gì tôi vẫn có thể gồng được cơ bụng. Đây, dùng cái lực cơ bụng gồng này để đẩy cái bàn ra nè, đó gọi là gồng cơ bụng. Nó rất thực tế, nó là khoa học, và khi bạn hiểu được khoa học
Bạn phải hiểu được rằng để xây dựng khối cơ bụng đó, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và rất nhiều kỹ thuật tập đi tập lại kết hợp với rất nhiều việc ngày bạn ăn uống một cách khoa học, dinh dưỡng đầy đủ, thịt cá, trứng, sữa, rau củ quả, trái cây, bạn mới gia tăng được khối cơ đó. Nên khi bạn còn nhiều mỡ, cứ tập đi tập nhiều vô các bài cardio, các bài tập bụng, chú ý tập trung tập cho đúng kỹ thuật, là khi đó bạn đã đốt được khối lượng mỡ rất là lớn rồi. Và chú ý làm về dinh dưỡng, kiểm soát về dinh dưỡng ăn uống. Nếu bạn đăng ký khóa học online của Dalam Fitness, bạn vừa có chương trình kiểm soát về tập luyện, vừa có chương trình tính calo, vừa có chương trình kiểm soát về dinh dưỡng, như vậy bạn mới bắt đầu xây dựng các khối cơ bụng được, và khi đó bạn mới gồng được. Chứ bạn đừng mơ là bạn mới tập hay trước trong chưa bao giờ tập, bạn sẽ không thể nào làm được cái việc mà dùng cái lực cơ bụng đẩy một cái lực mạnh như thế được, không được, nó không thể làm được nha. Rồi chú ý nha.